Âm, Quảng Ninh. Phần thứ hai của cái chuyện ăn trong vườn, sau khi mà chúng ta lên đến chùa thì chúng ta gửi xe ở hai xe, sau đó là chúng ta sẽ đi xe điện, chúng ta lên mua vé chùa luôn. Chùa ở đây là sau khi mà chúng ta mua vé xong thì chúng ta lên những con tàu con thuyền như thế này, chúng ta đi dọc cái con sông chúng ta lên chùa luôn. Và đây là cái hành trình ở phần tiếp theo của kênh Việt Nam Travel cùng cái địa bàn đi lễ chùa đầu năm. Vé lên chùa Lôi Âm là 20.000 và có giá trị từ 6 giờ sáng 6 giờ tối. Trẻ em thì không mất tiền. Đây như em bé này là không mất tiền. Sau khi mà chúng ta lên tàu thì là nhà tàu và thuyền sẽ phát cho mọi người một cái áo phao, bởi vì ở đây là cái dòng sông như là lạnh, nước ở đây rất là trong xanh, nó cũng là nước pha mặn nên là con sông này khá là sâu, giống như đây là một cái lạch đường là đúng hơn là sông. Đây là toàn cảnh cái bến tàu chúng ta lên chùa nữa. Cái đường này khá thông và khi mình đi là khá sâu địa bàn. Đó là khá là thông. Một cái mũ như này giá bán ở đây là 40.000 quý vị bạn. Cái mũ này đây là 40.000 và quý vị bạn, cái mũ phớt như thế này nó là 20.000, phớt đỏ đó 20.000, và các cái mũ này là 40.000. Chúng ta có thể là trả giá bởi vì họ có thể giảm giá, họ cho khách. Thế mà khi mà quý vị bạn chúng ta lên chỗ Âm thường mưa thì chúng ta đến đi theo mưa chúng ta đây là bách đặc biệt này khá là rộng. Từ đấy lên chùa báo xa anh 3 cây. Sau khi mà chúng ta mua vé xong mà chúng ta lên chùa Lôi Âm, chúng ta sẽ lên thuyền lên chùa Lôi Âm thì cái khoảng cách từ bến thuyền đến chùa Lôi Âm nó rơi khoảng 4 km, trên dưới 4 km thì được cảng. Và nhắc nhở luôn quý vị bạn là khi mà chúng ta đưa con em con cháu nhỏ đi, chúng ta hay để ý đến cháu nhỏ. Thank you.
như thế. Chúng ta chú ý rằng là tư thế của chúng ta là có hai liên, một liên để dùng để đi, một liên dùng để về. Nếu như chúng ta có khi mà người ta xong thì chúng ta bắt đầu chúng ta có thể là tư thế lại bắt để dùng ta đấy. Bắt tư thế hai liên nào, dùng để đi và được về. Cái đi tàu một người, đi một người. Đây là nơi cập bến của tàu đi lên cửa lưỡi âm, còn mấy chục mét nữa thôi là chúng ta đã cập bến. Ta đặt sẵn ở khi mà ta đi cửa lưỡi âm, đấy là gà đồi nướng. Đây quý vị bạn thấy ở đây cũng có gà đồi nướng luôn. Lên sát cửa nên mà nhà hàng này thì đang cầm cửa đây, chắc là do bằng văn hóa hay là do bán ở dưới cái chung chúng ta để xe để cái việc bằng đặc sản là cà đồi nướng. Vâng, và video của kênh Việt Nam Travel ngày hôm nay cái phần thứ hai là đi chùa Lưỡi Âm thì xin tạm dừng ở đây. Thuyền đã cập bến để ra lên chùa, thì để không bỏ lỡ những video du lịch đầu năm, các chuyến tour đầu năm hay những video thú vị của công ty Nam Châu Bộ, thì cũng mong rằng quý vị bạn chúng ta hãy nhấn nút đăng ký kênh, nhấn nút đăng ký ở đây.
đây là một ý của các bạn nhé, theo dõi những video mới thú vị của kênh Việt Nam Travel. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo của kênh Việt Nam Travel. Sau khi mà chúng ta mặc áo rồi là quý vị và các bạn trả áo lại ở cái thuyền luôn đấy ạ. Đặt cửa áo trả lại cho thuyền luôn nhé. Rồi xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục Việt Nam Travel để khám phá đồ mới quý vị đi tour lên thuyền đầu năm nhé.